nhìn đã ăn mắt của mọi người hôm nay em sẽ cho mọi người lé luôn ha hiện tại bây giờ là em tự tin là rất là hiếm cái shop nào mà hội tụ đầy đủ những cái trap to khủng mà xịn như âm thanh số trí tâm của bên em đầu tiên thì em sẽ lướt qua một lượt cho mọi người xem ha đầu tiên là em này đây nó em này là hàng đỉnh của bnc nè em này gọi là trap đồng trục nha mọi người bởi vì nó sẽ có con trung và con trap đi chung con trung này nè là coi 100 220W Con trap này sẽ là coi 65 160W Em này cái đáp tuyến của nó nó sẽ chạy từ 300 hẹt cho đến 20 kg Trời đất cơi Cái em này là có cái phân tầng riêng của BNC luôn nha Trời ơi các em này phải dùng từ là Em phải tự hào và tự tin rằng Ở Việt Nam này chắc chỉ có mỗi mình em là có được con này Đây là hàng chính hãng nha mọi người Có hồ sơ chứng từ nhập khẩu đầy đủ nha Em là nhập trực tiếp từ nhà máy của BNC ha cái lô hàng của BNC nó giờ nhiều lắm đây là một trong những cái model ha cái đến đó là em này à, em này cũng là đi chung cái lô hàng này nè mọi người hiện tại thì model trép thành ra em quay con trép thôi ha em này là coi 75 nè mọi người con này là DE 780 TN cái con này trép neo nè coi 75 cái con này thì em lắp mẫu lò họ tiện em bán là nguyên kiện ha đó là cái em này sắp tới thì bắt đầu giới thiệu em này ha em này thì sắp tới em sẽ làm live array con này là DE 914 TN Con này thì 220W con này cũng 220W Nhưng mà con này là coi 75 Con này cũng coi 75 Nhưng mà cái em này nè Tiền nó mắc nó mắc tiền gần gấp đôi con này luôn Em này là cái em mà mắc tiền nhất của BNC Ở cái size coi 75 nha mọi người Nói như nào ta Con này em bữa có review rồi Cái miệng con này nó to lắm nó La to chà bá lửa luôn đó. Em xài lâu qua tiếng em thấy con này nó đã to rồi nhưng mà cái con này nó còn to hơn nữa nó to quá nhiều khi mình cũng nhức đầu hay mọi người những cái trép lớn như vậy nè mọi người khi mà mình đã cố tình mình mua những cái trép lớn như vậy nè thì mình về á, khi mình có server trên phân tầng của mình á mình nên có ở cái tầng số nó thấp thấp chút xíu em lấy ví dụ như là coi 75 thì mọi người có thể có xuống khoảng một ký mốt một ký hai thậm chí một ký ba chứ đừng có mình mua cái coi bự chà bá vậy mà mình đi về mình có tầm khoảng hai ký hai ký rưỡi phí tiền ha mọi người em thấy rất là phí ha cái đến là cái trap này là của C Selection nè mọi người em này là coi 75 ha mua đây là CDS 14 3055 con này thì độ nhạy là 108 dB à, nhắc cái độ nhạy mới nhớ nè con này 108 dB nè ha con này 108 nè con này, này cũng 108 nè con này á cái trung của nó là 111.1 còn cái trap á, là 111.4 dB tấm lại là cái con này là đỉnh của BNC top của BNC có tiền chơi con này bá cháy bùn chét lửa luôn ha trời ơi một tay em cầm nó không đã luôn không đủ ha mọi người rồi quay lại con này đi em này thì uh, giá khá là mềm từ neo hay mọi người ha coi 75 à, uh, maximum sẽ là 220 w con này thì uh, 108 db thì à, uh, coi 75 từ neo uh, tần số làm việc là từ uh, 800 hệt cho đến uh, 18 kg mà khuyến cáo của nhà sản xuất thì mình nên crossover em này tầm khoảng uh, ký hai là em thấy là ngon lành ha mọi người ráp bỏ tiễn con này ngon nè ok nè con này thì uh, crossover cũng từ ký hai là ok nè con này crossover thì ký mốt ký hai là quá tuyệt vời ok ha con này khó ban con này đừng hỏi nữa nha mọi người đừng hỏi có điều kiện mà chơi cái con này được thì mình nên chơi còn không thì mình cho em kia còn không thì mình cho em này à, bây giờ mình sẽ qua hai cái em này nữa ha mọi người ha cho mọi người lé con mắt luôn nè từ từ ha bây giờ mình sẽ qua cái em phai tồ đi Em này là hàng chính hãng nha mọi người Tất cả sản phẩm của bên em bán hàng đều là hàng chính hãng Từ cái rắc bông sen Từ những ngày đầu em bán người âm thanh này là em đã định hướng rồi Là chỉ làm hàng chính hãng Chỉ bán hàng chính hãng không có bán tầm bậy tầm bạ ha Con này là HF146R Phyto Pro Này là hàng chính hãng Sản xuất tại Ý nha mọi người Con này thì là coi 65 Từ neo bi ha mọi người ha Là gần gần hết cái kịch cái là đổ nợ Em này là coi 65 Đầu nhạy là 109 dB con này thì tần số làm việc của nó là từ 800 hạt cho đến 20 kg Thì mình crossover em này nên crossover từ khoảng 900 hạt trở lên thì em thấy là ngon lành Tốt nhất là mình cứ có xem này là từ ký 2 kg là em thấy là ngon nha mọi người Mấy con này mình chơi tầm khoảng ký 2 kg trở lên là ngon ha Rồi cuối cùng là cái em này CD34N em này là fan nha mọi người 150W nha Cái này 160W nè Cái này 160W này là 150W công suất mọi người thấy là AIS RMS ha em này thì có cái cuộn coi sẽ là coi 80 độ nhẹ là 106 dB đáp tuyến là từ 800 hz cho đến 18 kg crossover em này thì ngon lành cành đào là nên cũng nên chạy từ khoảng ký 2 trở lên là em thấy là ngon mình muốn thấp hơn được không được chứ sao không được nhưng mà mình càng thấp thì con trép nó làm việc càng nhiều thì cái tuổi thọ của nó thì mình cũng sợ sợ tóm lại là mình muốn ăn chắc mặt bền đi làm sao kiếm tiền mà mọi người đúng không chứ chả ai mua mấy cái này về để ráp lo nghe nha mọi người nha không ai mua mấy cái này mà về mà ráp lo để nghe đâu nó to chà bá luôn nghe là em nói thiệt nghe là phải dùng từ là đau cái đầu luôn á ha em này là lộ thoát là 36 em này lộ thoát 36 lộ thoát 36 lộ thoát 36 sáu lộ thoát 36 em này cũng lộ thoát 36 tóm lại 8 cái em này Ai mà sở hữu cùng một lúc được 8 em này là coi như là sở hữu Gần như là bí kíp võ công của tất cả các cái hãng Mà hãng lớn thì đây mình có BNC nè BNC nè, BNC nè, BNC nè Selection nè Và đây là Fan nè Và Phyto Pro Phyto Pro thì phải, chụp, phải dùng từ là cái con này chưa lớn lắm hả mọi người con lớn quá thì nó lại mắc tiền nó mắc nó mắc ngang ngang cái thằng này thì nó cũng lại khó bán đúng không mọi người Phyto Pro thì nó mắc mắc ngang với BNC thì người ta mua BNC thì trước mắt là nhà phân phối giao xuống là chỉ có cái model này là to nhất của Phyto Pro sắp tới thì em có về cái model coi 44 của Phyto Pro hả mọi người cũng từ nail chút xíu nữa em sẽ mở hộp giới thiệu cho mọi người luôn nè ha rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này những dòng sản phẩm này thì em đã có review rất là kỹ rất là chi tiết từng từng cái từng cái một hôm nay thì video tổng hợp thì em chỉ giới thiệu sơ sơ qua thôi quý khách hàng mà thấy thích cái em nào thì cứ alo cho em nha rồi cảm ơn mọi người